chào mọi người. Hôm nay mình ăn gần 20 trái xoài xin cho mọi người. Mình sẽ ăn hết mọi người đón xem nha. Chào mọi người, mình sẽ ăn xoài nha mọi người. Xem xe cây cây mặt đất của mình, người ta họ cây xong rồi mình cây buồn quá, tại vì nhiều công việc cũng rảnh rỗi, thời gian hôm nay mình cây rất là muộn. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 rồi mình cây nhé mọi người, tại vì không cây mà làm nó không phát triển được mấy cây mì đâu. Tại vì khung cây mà làm nó không có phát triển được mấy cây mì đâu. Hai quả bút vịt đi salad đi. Anh tưởng nghĩ bắt cái con yêu kiệt ngoài nên nên được. Hãy ăn palau palau kẻ so nên đúng mà hết ta để xe. Thế quá. Cây sẽ đất này nó bùn là nó sẽ có lấp qua lấp lại, cho nên mình trồng cây cối nó mới phát triển được nha. Xe đây là xe từ Phú Bổ nha, mà đi thuốc giao ghê luôn. Đây xe này. Ha bác sĩ năn nhẹ con ngại ngấn kẹt mà nhà nhiệt hết đây hả bữa sẽ chơi đi. Khu vực cần núi mà đất đây cần núi núi chưa cú nha. Bây giờ mình sẽ quay lại bên này cho mọi người xem thấy. Hai mặt luôn đều là giáp. Oh,
Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ tới mùa trong mì thì mình không cuốc được đất nữa. Mình sẽ bỏ theo dấu chân của mình thường đi thế này. Dấu chân đi đến đâu thì bỏ theo đến đó. Giờ đây là bỏ trong mì rồi nha. Giờ bên kia mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây này, dấu chân của mình giống đi đến đâu thì bỏ đến đó. Tại vì cuốc ấy, mình có cuốc được cản thôi nhưng mà không cuốc được sâu. Mà theo cái chân mình đã đi ấy, thì cũng phải là sâu được 50 rồi nhá mọi người. Nhìn này, dấu chân như thế nào là bỏ theo như thế. Hôm nay thì mình sang đổi kỹ thuật trong, xem như thế nào sang năm mình thu hoạch có đậu hay không, lúc đó mình sẽ làm lại clip cho mọi người xem đấy nhá mọi người. Đây thì bên đây thì bỏ theo dấu chân này, cứ 450 thì một cây. Đây thì dấu chân này, đây là chưa bỏ nhưng mà nhìn thẳng không, giống như cuốc luôn. Dấu chân đi cũng phải chuẩn tại vì đi thẳng. Đây thì khu vực này đi hết rồi nha, chỗ mình đang lắp lại rồi. Bên đây ngày hôm qua làm xong rồi, ngày sáng hôm nay là chủ nhật vẫn phải làm nha. Hôm nay chủ nhật ngày 15 thì vẫn phải làm. Đây mình chia sẻ cho diện tích mình đã làm hôm nay. Theo mọi người muốn ý kiến ở bên dưới thì cứ bình luận nha, xem từ sáng năm mình có thu được bao nhiêu, có đạt được không nha mọi người.